Tối 29 tháng 7, các thành viên nhóm Blackpink gây bùng nổ mạng xã hội với màn cover vũ đạo bài hát Si Tình tại đêm diễn đầu tiên ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau khi Blackpink biểu diễn xong tiết mục Type A Girl, thành viên Jennie bất ngờ ngẫu hứng nhảy một đoạn vũ đạo ca khúc Si Tình bản hit nổi tiếng khắp châu Á của Hoàng Thùy Linh, Johnny TAP sáng tác. Sau đó, Jennie đã dạy vũ đạo của ca khúc này cho Lisa, Jisoo, Rose ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc bốn cô gái Blackpink cùng nhảy trên nền nhạc Si Tình khiến khán giả tại sân vận động không ngừng hò reo và liên tục hát theo lời ca khúc. Không chỉ có khán giả hào hứng mà Hoàng Thùy Linh và DTAP chủ nhân bản hit cũng vỡ òa trước khoảnh khắc này. Trao đổi với phóng viên Dân Trí ngay trong tối 29 tháng 7, các thành viên DTAP cho biết họ hạnh phúc tột độ, không nói nên lời khi chứng kiến khoảnh khắc bốn cô gái của Blackpink nhảy Si Tình trên sân khấu tại Hà Nội. DTAP chia sẻ thêm, chúng tôi đã gào thét dưới khán đài khi ca khúc Si Tình bất ngờ được vang lên trong concert Blackpink. Không có gì hạnh phúc hơn khi tận mắt xem các cô gái Blackpink nhảy ca khúc của mình trên sân khấu. Không riêng chúng tôi mà khán giả tại sân vận động Mỹ Đình đều bất ngờ trước khoảnh khắc này. Đây được xem như một món quà vô cùng đáng yêu mà bốn cô gái dành tặng khán giả Việt. DTAP nói họ ngưỡng mộ tài năng và sự cống hiến của nhóm nhạc Blackpink. Chính vì thế, ba thành viên của nhóm gồm Thịnh Kai, trưởng nhóm, Tùng Sinus và Kata Trần đã săn vé để có thể thưởng thức đêm nhạc, qua đó cũng học hỏi thêm về cách tổ chức và những vấn đề chuyên môn về âm nhạc.